Phượng kính chào quý vị hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 7 2019. Đến với bản tin hoạt trình đốn tối nay gồm có tin quan trọng và tổng kết kinh tế tài chính tuần qua. Để mở đầu, với Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Phe Dân Chủ hy vọng cuộc điều trần của Robert Miller gia tăng luận cứ nhằm luận tội Tổng thống Trump. Các nhà lập pháp Dân Chủ hy vọng sẽ đẩy mạnh sự ủng hộ của dân chúng Hoa Kỳ nhằm luận tội tổng thống Trump khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller sẽ có hai cuộc điều trần trước hạ viện vào sáng thứ tư về phần mình ông Mueller đã cảnh cáo trước là ông không có ý định tung ra những chi tiết giật gân mới trong các cuộc điều trần này ngoài nội dung của 448 trang báo cáo mà ủy ban điều tra của ông đã hoàn tất vào trung tuần tháng tư nhưng dân chủ vẫn hy vọng lần này ông Mueller sẽ tóm tắt một cách ngắn gọn và xúc tích những gì ông tìm thấy trong cuộc điều tra nga chen vào bầu cử mỹ nhằm gây áp lực lên các nhà lập pháp còn lưỡng lự chưa muốn luận tội tổng thống trump đặc biệt phe dân chủ hy vọng và chủ tịch hạ viện nancy thủ lĩnh của phe dân chủ có thể thay đổi ý kiến sau hai cuộc điều trần vì bà vẫn nhất định dẹp chuyện luận tội tổng thống trump qua một bên vào lúc này tổng thống trump tiếp tục tấn công uy tín robert miller Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai một lần nữa tấn công Robert Mueller hai ngày trước khi cựu công tố viên đặc biệt ra điều trần trước các ủy ban Hạ viện về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu thực cử Mỹ. Lần điều của Tổng thống Trump không có gì mới trong hai tweet của ông đăng trên Twitter. Vẫn là Mueller có xung đột quyền lợi và dẫn đầu cuộc săn lùng phù thủy lô bịch. Trong hơn hai năm qua, Tổng thống Mỹ luôn tìm cách làm suy giảm uy tín của ông Mueller tweet của Tổng thống Trump viết như sau. Có xung đột quyền lợi cao, Robert Mueller không nên được cho thêm một cơ hội nữa. Cuối cùng thì cũng sẽ tệ cho ông ta và dân chủ gia tạo trong quốc hội. Những người không chịu làm gì cả ngoài việc hoang phí thời gian và cuộc săn lùng phù thủy lỗ bịch. Bộ An ninh Nội địa sắp mở rộng chiến dịch trục xuất nhanh trên toàn quốc. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ ngày 22 tháng 7 loan báo sẽ ra lệnh thực hiện thêm các vụ trục xuất cấp tốc những di dân vượt biên giới bất hợp pháp và bị bắt tại bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ. Động thái này mở rộng một chương trình vốn thường chỉ áp dụng ở khu vực dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico. Quy định mới này sẽ áp dụng trục xuất cấp tốc đối với bất kỳ ai vượt biên bất hợp pháp mà không thể chứng minh với nhà chức trách rằng họ đã cư trú trong nước Mỹ ít nhất 2 năm. Trước đây, chỉ những di dân không giấy tờ bị bắt trong phạm vi 100 dặm cách biên giới và có mặt trên đất Mỹ dưới 2 tuần lễ mới lệnh trục xuất nhanh. Chính phủ nói các cuộc trục xuất cấp tốc sẽ giúp giảm mật độ quá tải trong các trại tạm giam di dân bất hợp pháp và đồng thời giúp giảm gánh nặng trong các tòa án di trú hiện đang tồn động trên 900.000 hồ sơ xin tị nạn chưa được giải quyết. Tòa Bạch Ốc và lãnh đạo lưỡng viện gần đạt thỏa thuận về ngân sách quốc gia. Theo các nguồn tin biết chuyện cho hay, hôm thứ Hai 22 tháng 7, các viên chức Tòa Bạch Ốc và các lãnh đạo lưỡng viện quốc hội đã gần đạt một thỏa thuận chung về ngân sách quốc gia. Trong thỏa thuận này sẽ có gia tăng chi phí quốc phòng và các chi phí khác về nội địa, cũng như kéo dài mức trần nợ ít nhất cho đến tháng 7 năm 2021. Một nguồn tin cho hay các cuộc đàm phán đã nhất quán về ngôn từ kỹ thuật. Bộ trưởng Tài chánh Stephen Mnuchin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã lãnh đạo các cuộc đàm phán ngân sách, cũng như Chủ tịch Khối thiểu số Thương viện Chuck Sumner và các lãnh đạo của Cộng hòa cũng có mặt. Tuy cả hai bên thực sự không hài lòng với ngân sách quốc gia mới, song cả Pelosi lẫn ông Anderson nhìn nhận có nhân nhượng thật sự. Nhằm tránh cắt giảm tự động 125 tỷ Mỹ Kim cho ngân sách nếu không có thỏa thuận mới, theo một luật năm 2011 quy định. Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Pakistan tại Tòa Bạch Ốc bàn về chiến trường ở Pakistan hôm thứ Hai 22 tháng 7 Tổng thống Trump đã tiếp và bàn bạc với Thủ tướng Erwan Khan của Pakistan tại Tòa Bạch Ốc, tập trung vào chuyện làm sao Hoa Kỳ có được thỏa ước hòa bình với Taliban cho cuộc chiến ở Pakistan đã kéo dài hơn 18 năm. Ông Khan là một cụ ngôi sao môn cricket ở Pakistan và đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên kể từ khi ông thắng cử. Một viên chức cao cấp của chính phủ Mỹ cho hay mục tiêu của chuyến thăm viếng của ông Thủ tướng Khan lần này là Hoa Kỳ sẽ thúc giục Pakistan phải có hợp tác tích cực và cụ thể nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Pakistan. Hoa Kỳ muốn thấy có một thỏa thuận chính trị với phép Taliban trước khi cuộc bầu cử tổng thống Pakistan xảy ra vào cuối tháng 9 năm nay. Chuyện này sẽ giúp mang binh sĩ còn lại ở Mỹ, ở Pakistan về nước và kết thúc cuộc chiến. Hoa Kỳ bác bỏ tuyên truyền của Iran đã phá được ổ gián điệp của Mỹ trong nước. Hôm thứ Hai 22 tháng 7, Iran loan báo là lực lượng tình báo của họ đã phá vỡ mạng lưới gián điệp của Mỹ hoạt động bên trong đất nước của họ, nhưng lại ít nêu ra các bằng chứng cụ thể để chứng minh chứng. Trong một cuộc họp báo ở Tehran, một viên chức tình báo cao cấp của Iran cho hay lực lượng của ông ta đã bắt giữ 17 người Iran bị gán cho tội hoạt động cho CIA và một số đã bị kêu án tử hình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vốn từng là giám đốc cơ quan CIA, đã mô tả lời loan báo này là sai trái. Trong chương trình Fox and Friends hôm thứ Hai đầu tuần, ông nói chính phủ Iran có lịch sử nói dối dài lâu rồi. Ông Pompeo nói thêm, tôi phải làm giảm rất lớn về sự thật bất cứ cái gì mà Tehran tiên truyền cho các hành vi của họ. Các nhà lập pháp dân chủ chỉ trích những sáng kiến biên giới mới nhất của Tổng thống Trump. Các nhà lập pháp dân chủ gọi những sáng kiến chống di dân mới nhất của Tổng thống Donald Trump là không thể chấp nhận được và cảnh cáo chính phủ của ông không sử dụng sai mục đích ngân sách dành riêng cho nhân đạo. Những lời chỉ trích được đưa ra khi hai phái đoàn hạ viện thị sát khu vực biên giới Hoa Kỳ Mexico gần McAllen, Texas, một phần của nỗ lực để giám sát những chính sách cấm gần như toàn bộ người xin tị nạn đến Hoa Kỳ, tạm giữ di dân trong các trung tâm đông đúc và chia tách trẻ em với cha mẹ của các em. Dân biểu Kathleen Rice cho hay, chính phủ tiếp tục thúc đẩy những chính sách bài di dân gây tổn thương cho di dân làm nguy hiểm cho người xin tị nạn và làm trầm trọng thêm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo. Đây là việc không thể chấp nhận được. Lãnh đạo nhóm thiểu số thượng viện Charles Summer dẫn đầu 15 thượng nghị sĩ dân chủ thị sát các trung tâm. Trong đó có một trung tâm tạm giữ di dân của cơ quan quan thuế và biên phòng ở Donna, Texas. Gần đó, nơi hai khu lều lớn là nơi sinh sống của hơn 1.000 người. Cụ nhân viên hợp đồng cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ lãnh án tù vì trộm cắp dữ liệu mật. Một cụ nhân viên hợp đồng cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA bị kết án 9 năm tù ở Maryland vì ăn cắp một lượng lớn tài liệu mật từ các cơ quan tình báo Hoa Kỳ trong hai thập niên. Mặc dù giới chức không tìm thấy bằng chứng ông ta chia sẻ nó với bất kỳ ai, ông Harold Martin, 54 tuổi, cũng bị giám sát 3 năm sau khi ra tù, sau khi nhận tội cố ý chiếm giữ thông tin quốc phòng. Trong sự việc được giới chức gọi là vụ xâm nhập thông tin mật lớn nhất trong lịch sử, ông Morton bị cáo buộc đánh cắp thông tin từ NSA, CIA, Bộ Tư lệnh Không gian, Mạng và Văn phòng cho thám quốc gia từ năm 1996. Dữ liệu ông ta bị cáo buộc ăn cắp bao gồm báo cáo năm 2014 của NASA, về thông tin mật liên quan đến những vấn đề mạng Internet ngoại quốc, trong đó có thông tin và kỹ thuật xâm nhập của ngoại quốc. Danh sách tài liệu cũng bao gồm hướng dẫn sử dụng công cụ thu thập thông tin tình báo và một hồ sơ năm 2007 với chi tiết về các hoạt động hàng ngày cụ thể. Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp John Demers nói rằng, thay vì giữ sự tín nhiệm được nhân dân Hoa Kỳ trao cho, ông Morn bội tính và đẩy an ninh quốc gia vào nguy hiểm. Bản án này sẽ buộc ông Martin phải chịu trách nhiệm cho những hành động nguy hiểm và trái luật của ông. Các công tố viên nói rằng hành động của ông Martin là nguy cơ làm lộ thông tin tối mật cho những kẻ thù của Hoa Kỳ. Một trong những cáo buộc là ông Martin trò chuyện online với người khác bằng tiếng Nga và ngoại ngữ khác. Nhưng họ không tìm thấy bằng chứng ông chia sẻ thông tin đánh cắp với bất kỳ ai. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương tham dự dạ tiệc ca nhạc gây quỷ, công lý cho nạn nhân Formosa vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 11 tháng 8 2019 tại Royal China Restaurant 3960 Venture Drive, Duluth, Georgia 30096 với sự góp mặt của MC Nam Lộc, nhạc sĩ Việt Khang cùng danh ca y phương, mọi chi tiết